Xin chào các bạn, mình là Giang Với sự ra mắt của Overlord vào thứ sáu tuần trước Dường như dòng phim zombie đã nhảy vọt lại lên radar của những khán giả bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Kể từ lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1932 về White Zombie Dòng phim này đã luôn khiến khán giả phải thao thức thèm thuồng Chờ đón sự ra đời những tác phẩm mới máu me Điều khiến thể loại này thành công là dù có bị bao vây bởi hàng triệu sắc sống Tâm điểm của các câu chuyện của chúng ta vẫn luôn về tình người, tình bạn, về sự dũng cảm và về lòng tin Vậy thì còn chân chư gì nữa? Sau đây là 10 bộ phim zombie từ năm 2000 đến nay mà phê phim coi là đáng xem nhất để mở đầu danh sách của chúng ta, hãy cùng đến với không phải một mà là hai tác phẩm được mệnh danh là tượng đài của dòng phim zombie thế kỷ 21. Đó là 28 Days Later và 28 Weeks Later. 28 ngày sau sự bùng phát của một virus dại, nhân vật chính của chúng ta, Jim, tỉnh dậy sau một cơn hôn mê. Lo sợ và hoàn toàn đơn độc, Jim bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những người sống sót còn lại tại một London tràn đầy những sinh vật khát máu. Cuối cùng, anh may mắn gặp được Selena, một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn và cô là người cho Jim biết rằng mỗi người có 20 giây sau khi bị cắn để chính thức trở thành một zombie. Quy luật 20 giây thành zombie là một ý tưởng vô cùng thông minh đến từ đạo diễn Danny Boyle khi khiến khán giả phải lặng lẽ đếm từng con số khi nhân vật họ quan tâm bị cắn. Khi loại bỏ yếu tố bí ẩn ngớ ngẩn trong hầu hết các phim zombie rằng liệu ai mới là người đang ủ bệnh và quan trọng nhất khi đến lúc nó khiến việc loại trừ các nhân vật yêu thích của chúng ta đến một cách đau đớn và trong chớp nhoáng. 28 Days Later được mệnh danh là tác phẩm hay nhất tinh túy nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đạo diễn Danny Boyle khi mặc dù tối tăm nhưng sau khi kết thúc, những cảm xúc lắng động lại trong người xem vẫn là niềm tin vào một nhân loại tốt đẹp. Nối tiếp những sự kiện của bộ phim 28 Days Later là 28 Weeks Later. 28 tuần đã trôi qua kể từ ngày xảy ra sự kiện virus lan tràn khắp nước Anh, quật ngã những người dân đảo sương mù và biến họ thành những con thú khát máu. Dưới sự giúp đỡ tích cực của quân đội Mỹ, giới cầm quyền Anh thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố nạn dịch đã được kiểm soát và tiêu diệt. Người dân lại có thể trở về mái nhà của họ sau những ngày tháng khủng khiếp, nhưng liệu mọi thứ có đơn giản như vậy? Tuy không được khen ngợi tuyệt đối như 28 Days Later, nhưng 28 Weeks Later với cốt truyện có phần hơi nghiêng về thể loại hành động vẫn được đánh giá vô cùng cao trong hàng ngũ những phim zombie hay nhất. Đặc biệt, 28 Weeks Later được đầu tư hơn phần đầu rất nhiều về những khía cạnh như bối cảnh, âm thanh và đáng chú ý nhất là về mặt kỹ xảo. nếu các bạn là fan của thể loại phim zombie, đây chắc chắn là một tác phẩm không thể bỏ qua. Sau một ca làm việc dài đằng đẵng, cô y tá Anna về nhà để tận hưởng sự nghỉ ngơi cần thiết. Không để ý những gì đang diễn ra trên TV, Anna chỉ thật sự nhận ra nguy hiểm khi thấy chính chồng của cô bị cô bé hàng xóm cắn nát cổ. Hoàng hốt chạy ra khỏi nhà, Anna thấy được toàn bộ sự hỗn loạn đang xảy ra ở thành phố của mình khi người chết tỉnh dậy và săn lùng người sống. Anna cùng một nhóm nhỏ những người còn sống ẩn nấp trong một siêu thị lớn và tại đây, họ phải lên kế hoạch thoát khỏi vùng đất tràn đầy xác sống này. Dawn of the Dead bản 2004 là phiên bản remake của bộ phim cùng tên năm 1978 của đạo diễn George A Romero bộ phim đầu tay của Zack Snyder giữ nguyên khung của tác phẩm gốc và mượn một chút tốc độ từ 28 Days Later của Danny Boyle rồi đẩy tác phẩm kinh điển này vào thế kỷ 21 với một tốc độ nhanh đến đáng sợ. Cảnh mở đầu của phim chắc chắn có thể thuyết phục những khán giả khó tính nhất rằng Zack Snyder là một đạo diễn tài năng khi ông có thể đưa cuộc sống thường nhật thành địa ngục đầy khói lửa chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ngoài ra, phân đoạn quay theo lối Bird's Eye View hay cảnh quay từ trên cao xuống cũng đã diễn tả được sự hỗn loạn trong thế giới bị tràn ngập bởi xác sống tốt hơn rất nhiều phiên bản gốc năm 1978. Nếu từng đó chưa đủ để thuyết phục các bạn, Dawn of the Dead còn có một thông điệp khiến hàng triệu khán giả phải suy ngẫm về một nước Mỹ hậu 11 tháng 9 khi mà con người luôn ngờ vực thay vì tin tưởng lẫn nhau. Tạm gác lại những câu chuyện thê ma, máu mẻ và kinh dị, hãy đến với Zombieland, bộ phim đầu tay vô cùng xuất sắc của đạo diễn Ruben Fleischer mang đến một góc nhìn hài hước về đề tài zombie. Phim mở đầu với một mô típ quen thuộc, đó là khán giả được đưa đến một thế giới đầy thê ma. Tuy vậy, điểm khác biệt của Land lại đến từ những nhân vật vô cùng đáng nhớ. Columbus là một chàng trai khu khờ nhát gan anh có một danh sách quy tắc dài răng dặc thoạt nghe có vẻ buồn cười nhưng nhờ tuân thủ chặt chẽ chúng anh đã may mắn sống sót đại dịch xác sống trên hành trình quay trở về thành phố quê hương mình anh gặp những người bạn đồng hành thú vị như một Tallahassee quái dị có sở thích là tiêu diệt zombie và ăn bánh Twinkies một Wichita xinh đẹp quyến rũ và cô em gái đáng yêu Little Rock phim là một cuộc hành trình hiểm nguy nhưng đầy áp tiếng cười của những người bạn để sinh tồn trong một thế giới tràn ngập sắc sống với một cốt truyện đơn giản mà hấp dẫn giàu ý nghĩa của phong cách làm phim độc đáo và diễn xuất tuyệt vời của Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Abigail Breslin và Emma Stone, Zombie Land là một lựa chọn hoàn hảo nếu mà cần một bộ phim giải trí hoặc để có những trận cười sảng khoái cùng bạn bè và người thân. Hiện tại, phần 2 của Zombie Land với toàn bộ ekip gốc đang trong quá trình sản xuất. Sean là nhân viên của một công ty bán hàng bình thường. Ở nhà, anh sống chung với hai người bạn thân là Ed và Pete. Một ngày bình thường như bao ngày khác, Sean đi mua bánh kem ở cửa hàng tạp hóa, nhưng khi về đến nhà, anh được nghe Ed kể lại rằng sau vườn có sự xuất hiện của một người phụ nữ với những hành động kỳ lạ. Sean và Ed sau đó mới phát hiện ra rằng thế giới đang dần bị xâm chiếm bởi những xác sống. Cảm thấy quá chán nản với đời sống thường nhật trước đó, Sean quyết định trở thành người hùng trong thế giới toàn zombie. Anh lên kế hoạch cứu sống tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, đặc biệt là bạn gái cũ của anh, Liz, để giành lại trái tim của cô. Không vì là phim hài mà Shaun of the Dead thiếu đi những màn tiêu diệt zombie siêu ngầu và mãn nhãn. Những cảnh máu me trong phim xuất hiện vừa và đủ không quá nhiều để khiến người xem khó chịu, đồng thời luôn được trình bày về một phong cách như chuyện tranh, hài hước và đầy tính giải trí. Tiếng cười của phim còn đến từ những lúc bất ngờ nhất, khi một trong những cảnh buồn nhất của phim lại có những chi tiết làm cho người xem phải bật cười thành tiếng và thậm chí còn trở thành meme huyền thoại trên internet. Đặc biệt, bắt buộc phải kể đến một phân cảnh nhóm nhân vật của chúng ta đập zombie theo beat của bài hát Don't Stop Me Now của nhóm nhạc lực dành Queen. Queen Stella, Train to Busan tác phẩm mà ngay từ khi ra mắt đã, đang và khả năng cao là sẽ luôn nằm trong top những phim zombie hay nhất. Bộ phim đến từ sự sửa kim chi này chính là điển hình của một bộ phim vừa khiến bạn sợ hãi, căng thẳng mà cũng lấy được một lượng đáng kể nước mắt của bạn. Train to Busan là câu chuyện kể về hai cha con Sogu và Suan đang trên chuyến tàu để trở về Busan. Nhưng thật không may, anh, con cùng những vị khách trên tàu phải đối mặt với một loại virus bí ẩn, biến những người vô tình nhiễm phải nó trở thành những con sắc sống hung hãn và thèm khát máu chuyến hành trình tưởng chừng như bình thường bỗng chốc trở thành cuộc chiến sống còn của những con người trên con tàu này một điểm cực kỳ đáng khen ngợi mà train to busan đã làm được là đem lại một chuyến tàu với những nhân vật đa dạng với đủ các giai cấp từ giàu sang cho đến nghèo khó và rồi chỉ khi những con người kia bị đẩy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc họ mới bộc lộ hết con người của mình bên cạnh đó chúng ta không thể không nhắc đến dàn diễn viên đặc biệt là gong Yoo, người được biết đến qua vai diễn nổi tiếng trong bộ phim tiệm cà phê hoàng tử đã hoàn thành xuất sắc vai diễn một người cha tất bật dám phá vỡ những quy tắc của bản thân để bảo vệ con gái. Hay cùng với đó là ma đồng sốc với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sẵn sàng xả thân mình cứu giúp mọi người. Với lối diễn được cho là có phần cương điệu hóa nhưng rất phù hợp với một bộ phim kịch tính như vậy thì chúng ta khó mà không thể dành lời khen cho họ. Train to Busan hay Chuyến tàu sinh tử là tác phẩm mà chắc chắn tất cả các bạn nên trải nghiệm ít nhất một lần. Pontypool là một tác phẩm kinh dị tới từ Canada khai thác chủ đề zombie theo một cách cực kỳ mới lạ thay vì để khán giả trực tiếp chiêm ngưỡng những sắc sống kinh dị như tất cả những phim zombie khác, thì Monty Pool lại để cho trí tưởng tượng của chúng ta làm tất cả mọi thứ. Câu chuyện của Monty Pool bắt đầu tại một trạm phát thanh ở Ontario với ba thành viên là Grant Mazzy dẫn chương trình, Laurel Ann trợ lý kỹ thuật của anh và Sydney quản lý trạm phát thanh. Theo thời gian, Grant, Laurel Ann cùng Sydney dần phát hiện ra thêm nhiều những vụ tấn công bạo lực xảy ra khắp khu vực họ sống. Những vụ tấn công này bao gồm bạo loạn, giết người, ăn thịt người và cả những biện pháp ngăn chặn cực đoan đến từ chính phủ Canada. Các câu chuyện họ nghe được đáng sợ đến mức bầu không khí trong văn phòng ngày càng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Câu chuyện của Pontypool thể hiện sự yêu mến, cưỡng mộ đối với các tác phẩm zombie đi trước như chính 28 Days Later hay Night of the Living Dead, tượng đài của dòng phim về xác sống. Và thay vì những pha hành động đẹp mắt, thì diễn xuất cực kỳ đáng ngưỡng mộ của các diễn viên tham gia mới chính là sống lưng vững chắc của cả Pontypool. Cho nên, nếu các bạn đang chán ngán những bộ phim zombie viễn tưởng về máu me loạn xạ vô tội vạ, và muốn thử sức với một tác phẩm thông minh đặc biệt hơn thì không có một lựa chọn nào tốt hơn Pontypool đâu. The Girl with All the Gifts là phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của M.R. Carey từ được xuất bản năm 2014 với câu chuyện xoay quanh dịch bệnh zombie. Bối cảnh phim xảy ra tại thế giới tương lai khi mà trái đất không còn do con người làm chủ. Một loại nấm bí ẩn đã và đang dần dần biến tất cả loài người thành thây ma. Tại một căn cứ quân sự, một nhóm người dù mắc bệnh nhưng vẫn đang cố gắng tìm cách kiểm soát căn bệnh ghê tởm trên. Ở đây, cũng có một cô bé dường như có khả năng miễn nhiễm với căn bệnh này. Liệu cô bé này có thể là niềm hy vọng sinh tồn cho loài người? Phim có sự tham gia diễn xuất của những diễn viên trẻ và cả những người đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng tất cả đều đã thực hiện rất tốt vai diễn của mình. Đặc biệt là Senia Nanoa, khi đây mới là lần xuất hiện đầu tiên của diễn viên trẻ này trên màn ảnh, nhưng cô đã khắc họa vô cùng thuyết phục một Melanie vừa có vẻ ngây thơ, trẻ con của một cô bé, nhưng lại vừa có thể chín chắn và hoang dại khi cần thiết. Về mặt nội dung, The Girl with All the Gifts có rất nhiều điểm tương đồng với game The Last of Us. Tuy nhiên, đây không phải là một điều xấu bởi The Last of Us là một trong những game có cốt truyện vô cùng xuất sắc mà chúng mình đã ra video tóm tắt trên channel Fay Game. Nếu các bạn đang tìm kiếm một bộ phim zombie hay thì The Girl with All the Gifts sẽ là một ứng cử viên sáng giá với một câu chuyện hấp dẫn, diễn xuất thuyết phục cùng với phần hình ảnh và âm thanh tuyệt vời. Được phóng tác theo bộ phim cùng tên của cố đạo diễn George A. Romero, người được coi là ông hoàng thể loại zombie. Tuy nhiên, phần remake của The Crazies vào năm 2010 này lại được cho là làm tốt hơn rất nhiều so với bản gốc bối cảnh của phim được diễn ra tại thị trấn gia tưởng có tên là Ogden Marsh, nơi được mệnh danh là địa điểm thân thiện nhất hành tinh. Thế nhưng, sau một vụ tai nạn máy bay quân sự, một sự kiện kỳ lạ đã xuất hiện tại thị trấn xinh đẹp này. Hàng loạt vụ án mạng xảy ra, người dân thì ngày càng có dấu hiệu bị biến đổi trở thành những sinh vật máu lạnh, hung hăng và cực kỳ khát máu. Mọi thứ tưởng chừng như sắp được sáng tỏ bởi cảnh sát trưởng David và vợ của anh là bác sĩ Judy, thì họ nhận được tin rằng chính phủ đã cử binh lính tới để thực hiện kế hoạch kiểm dịch của mình. Nhưng sự thật đằng sau sự có mặt của quân đội là gì? thực chất thì chuyện gì đang xảy ra và liệu hai vợ chồng cảnh sát trưởng cùng những người dân khỏe mạnh có thể sống sót sau thảm kịch này? Với diễn xuất tài tình của bộ đôi Timothy Oliphant cùng Rada Mitchell cùng một kịch bản có tính logic cao, chặt chẽ hơn phần phim gốc, đạo diễn Breck Eisner đã khai thác rất tốt mọi khía cạnh của thể loại phim zombie. Khi mà những người bình thường phải đối đầu với không chỉ một mà là hai sinh vật mất nhân tính, đó là zombie và chính con người. Một kẻ giết người vì bản năng, một kẻ thì giết người vì công việc. Tận dụng góc quay rộng kết hợp với việc sử dụng âm thanh cùng với những kỹ xảo và cách hóa trang tân thời, The Crazies đã làm rất tốt trong việc truyền tải sự căng thẳng và nỗi sợ tới người xem. Tuy có một vài điểm yếu nhỏ trong cách xây dựng mạch phim, nhưng chắc chắn rằng The Crazies vẫn sẽ là một lựa chọn không hề tồi cho những ai là fan của thể loại phim zombie nói riêng và dòng phim kinh dị nói chung. Wreck là một phim kinh dị zombie từ, từ Tây Ban Nha, ra mắt năm 2007 với được đạo diễn bởi cặp đôi Jaume Balaguerro cùng Paco Plaza. Phim theo chân nữ phóng viên Angela Vidal và quay phim Pablo hiệu đang làm phóng sự về cuộc sống khó khăn của những người lính cứu hỏa tại barcelona bất ngờ chuông điện thoại reo lên trạm cứu hỏa nhận được cuộc gọi về một người phụ nữ đang gào thét trong căn hộ của bà angela pablo cùng hai người lính nữa nhanh chóng nhảy lên xe và chạy thẳng tới hiện trường vụ việc tại đây trong sự bất ngờ của nhóm nhân vật chúng ta trung cư của người phụ nữ được bao vây bởi cảnh sát và họ nói rằng người phụ nữ kia đã phát điên rồi tấn công một đồng nghiệp của họ và cắn vào cổ anh ấy sau khi angela và pablo bước qua ngưỡng cửa của chung cư mọi việc từng giây từng phút trở nên kỳ lạ và đáng sợ hơn. Những tiếng thét thất thanh đã vang lên và máu đã đổ. Điều khiến Rex khác hẳn những tác phẩm còn lại trong danh sách này là phim được quay theo lối found footage. Lối quay tối ưu hóa sự chân thực này giúp khán giả có thể cảm nhận sự lo sợ, kinh hoàng trong khu chung cư địa ngục y hệt như những gì Angela hay Pablo đang trải qua. Rex đã, đang và chắc chắn sẽ ám ảnh tâm trí của người xem một thời gian dài sau khi phim kết thúc. Nó sẽ khiến bạn phải khiếp sợ những góc tối trong các khu chung cư và băn khoăn rằng không biết chính phủ đã bao giờ che đậy một vụ việc tương tự hay chưa. Rec được đánh giá là một trong ba phim fan footage hay nhất mọi thời đại và đứng thứ 60 trong top 100 phim kinh dị hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time Out bình chọn vào năm 2018. Vào năm 2008, phim đã được Hollywood làm lại với cái tên Quarantine. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm đã đáng tiếc rơi vào hồ đen của những bộ phim remake khi bị giới phê bình và cả khán giả chỉ trích thậm tệ. World War Z là một phim kinh dị zombie ra mắt vào năm 2013 được đạo diễn bởi Mark Forster phim được truyền thể từ thiếu thuyết cùng tên của nhà văn Max Brooks. Câu chuyện của phim xoay quanh Jerry Lane, một cựu nhân viên Liên hợp quốc. Vào một ngày bình thường, Jerry cùng vợ con ra đường nhưng bị mắc kẹt bởi ùn tắc giao thông. Do từng là điều tra viên của Liên hợp quốc, Lane nhận thấy đây không thể là một vụ kẹt xe thông thường. Và đến khi những chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời cùng với sự hối hả của xe cảnh sát trên đường phố, cả thành phố bắt đầu chìm trong hoàn loạn. Nguyên nhân là sự phát hiện của một loại virus không rõ nguồn gốc lan tỏa với tốc độ chóng mặt biến những con người khỏe mạnh trở thành những thầy ma khát máu, tàn sát lẫn nhau. World War Z được nhiều nhà phê bình phim đánh giá là một cơn bão hành động không ngừng nghỉ khi phim liên tục để khán giả từ phân đoạn nghẹt thở này sang phân đoạn thoát tim khác. World War Z cũng đã đạt được thành công cực kỳ lớn ở phòng vé khi thu được 540 triệu đô toàn thế giới và trở thành phim zombie có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phần 2 của World War Z đang trong quá trình sản xuất. Và vừa rồi là 10 phim mà phê phim chúng mình coi là những ứng cử viên sáng giá nhất của thể loại này từ năm 2000 tới nay. Trong danh sách trên, bộ phim nào đã ở lại trong tâm trí các bạn lâu nhất? Ngoài ra, chúng mình có bỏ sót tác phẩm zombie nào đáng xem không? Hãy cho chúng mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, thì đừng quên ấn nút subscribe và nhấn cả nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình ra trong tương lai nhé. Mình là Giang. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem và hẹn gặp lại.